Chào mừng tất cả các em đã đến với kênh Mít Hạnh. Buổi học hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục với bài 54 ở trong quyển vở bài tập toán 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các bạn ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video và một đăng ký kênh nhé. Chúng ta cùng đi vào các bài tập của tiết 1. Bài tập số 1 yêu cầu các em viết thương của mỗi phép chia dưới dạng phân số và chỗ chấm. Thì khi viết dưới dạng phân số thì các bạn chú ý cho cô, số bị chia các em sẽ viết ở tử số, số chia các em viết ở vị trí của mẫu số. Như vậy 15 chia 68 các em sẽ biểu diễn như sau. Số bị chia các em viết trên tử số, số chia các bạn viết dưới mẫu số. Vậy ta được phân số 15 phần 68. Hoàn toàn tương tự, 30 chia 17. Các em sẽ viết dưới dạng phân số là 30 phần 17. Tiếp tục, 120 chia cho 233. Số bị chia, các em viết trên tử số, số chia, các em viết dưới mẫu số. Như vậy ta được phân số 120 phần 233. Tiếp theo 27 chia 89. Số bị chia các em viết trên tử số, số chia các em viết dưới mẫu số. Vậy ta được phân số 27 phần 89. Xong được bài tập số 1A, bây giờ cô và các bạn chuyển tiếp sang bài tập 1B. Ở bài tập 1B, yêu cầu các em viết theo mẫu. Các em quan sát mẫu ở đây, chúng ta có 18 chia 9. Trước tiên, các em viết dưới dạng phân số. Có tử số là số bị chia, mẫu số là số chia. Như vậy chúng ta viết được phân số 18 phần 9. Và 18 chia 9 cũng bằng 2. Như vậy các em viết bằng 2. Hoàn toàn tương tự, 68 chia 34. Các em biểu diễn dưới dạng phân số. Ta có 68 phần 34. Mặt khác, 68 chia 34 cũng bằng 2, như vậy các em viết bằng 2. Sang ý tiếp theo, 144 chia cho 24. Trước tiên, các em viết dưới dạng phân số bằng 144 phần 24. Một trăm bốn mươi bốn phần hai mươi bốn chính là 144 chia cho 24, chúng ta được kết quả bằng 6. Chuyển sang ý tiếp theo, 180 chia 20. Các em viết dưới dạng phân số, ta được phân số 180 phần 20. Mặt khác, 180 chia cho 20 cũng bằng 9. Như vậy ở đây các em viết bằng 9. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1 rồi đấy các bạn. Chuyển tiếp sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu các em viết một phân số, một số dưới dạng phân số. Khi các em biểu diễn một số dưới dạng phân số thì tử số chính là số đó và mẫu số bằng 1. Cụ thể 17 thì bằng 17 phần 1. 37 thì khi mà các em viết dạng phân số thì tử số chính là số đó, tức là tử số bằng 37, mẫu số bằng 1.
125 thì bằng 125 phần 1. Đấy. Tử số chính là số đó, mẫu số bằng 1. 19 thì bằng 19 phần 1. Và 285 bằng 285 phần 1. Như vậy là chúng ta đã nhanh chóng xong hai bài tập số 1, số 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang tập số 3 nhé. Chuyển tiếp sang bài tập số 3 như sau. Có 4 quả can như nhau. Nếu chia đều cho 3 người thì mỗi người được bao nhiêu phần của quả cam? Chia đều cho 3 người. Như vậy, lấy 4 quả cam chia cho 3 người thì mỗi người sẽ được 4 phần 3 của quả cam. Kem sẽ lấy số quả cam, kem chia đều cho số người. Vậy ta được phân số là 4 phần 3. Chuyển tiếp sang câu B, nếu chia đều cho 5 người thì mỗi người được bao nhiêu phần của quả cam đây? Thì các em sẽ lấy số quả cam chia cho số người thôi. Như vậy ở câu B này, các em sẽ có phân số là 4 phần 5. Như vậy ở câu A, đáp số của chúng ta là 4 phần 3 quả cam. Ở câu B, đáp số là 4 phần 5 quả cam. Câu chuyển tiếp sang bài tập số 4. Bài tập số 4 ở đây yêu cầu các em khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Có 3 thùng như nhau đựng đầy nước. Người ta đã lấy hết lượng nước của 3 thùng đó, chia đều vào 5 can. Hỏi lượng nước mỗi can bằng mấy phần lượng nước của một thùng? Bằng mấy phần lượng nước một thùng? Như vậy ở đây, kem sẽ lấy số nước của 3 thùng. Kem chia đều cho 5 can. Như vậy, kem sẽ lấy số nước, kem chia đều cho số can. Thì chúng ta sẽ biểu diễn được dưới dạng phân số. Đó là phân số gì? 3 phần 5. Như vậy, mỗi can sẽ chứa 3 phần 5 thùng nước. Còn nhắc lại cách làm, kem sẽ lấy số nước trong 3 thùng này. Kem chia đều cho 5 can. Như vậy lấy 3 chia 5 tức là bằng 3 phần 5 thùng. Các bạn sẽ khoanh vào đáp án C. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết 1 bài 54 trong vở bài tập toán 4 bộ sách kết nối. Kem ủng hộ cô thì hãy cho cô một like video và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng trên kênh của cô. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.